đấy, bởi vì là nó cùng cái màu xám như nhau là các em nhầm với xích thược. Đấy, đây là thục vạn này, thục vạn thì nó cứng, nó cong queo, còn cái miếng bách bộ thì nó nhiều sơ sơ, nó nhiều gân và sơ như này thôi. Đấy. Nhưng mà cái miếng bách bộ này thì là người ta không chế gì cả, người ta chỉ thái ra người ta phơi thôi. Nhưng mà là gì đấy, như công ty dược hải hàng người ta tẩm nước mật, người ta sao lên cái là các em nhìn đen đen cái là chẳng biết là cái gì. Đấy, thế đây là gì đây, mẫu là như thế. Cái này là gì đây, thông thảo, thông thảo với thông thảo tốt đấy em chép. Đấy, thông thảo lõi to, còn cái loại lõi mà nó bé thì nó không tốt bằng. Cái này là gì đấy, ở trong nhóm hỗ thuốc khẩn cấp lợi lượng như đăng hiệu chính thì người ta hay dùng lợi sữa đúng không. Đấy, nếu mà sau này bà mẹ mà sau sinh muốn lợi sữa thì người ta hầm móng giò với thông thảo đấy. Thế muốn mà nó mất sữa thì sao, cái gì mất sữa thì từ nhóm được cái gì làm mất sữa này, bệnh nhân tiền tiêu hóa đúng không. Cái này là gì, quấy nhục, quấy nhục mà nó cạo hết cái bì ở bên ngoài ở quấy tâm. Đấy, cái này thì mình lại phân biệt với quấy chi, quấy chi tiêm đúng không. Quấy chi là cành nhỏ, cái quấy thì quấy chi tiêm là ngọn đầu cành, quấy tâm là bỏ hết bì thô thì gọi là quấy tâm. Còn nếu nó vẫn còn bì thô ở ngoài mình quấy nhục thì tất nhiên là dùng quấy tâm thì mình sẽ dùng liều lượng thấp hơn, vì hơi hoạt chất là tập trung tất ở đấy mà. Cái này là bạch chuột. Bạch chuột thì hôm lần trước cô nói với em cẩn thận, em nhầm thương chuột đúng không. Bây giờ thì nó to, nó rõ này, em nhìn nó sẽ to đúng không, thương chuột nó nhỏ hơn. Thế nhưng mà có điều là nhìn cái mặt này thì nó cũng chấm vàng vàng, nó rất là nổi với những miếng thương.